À. Chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay là mình lại tiếp tục với cái series sầu riêng. Thì hôm nay mình có một cái giống sầu riêng rất là đặc biệt luôn. Đây là một cái giống sầu riêng đặc hữu của vùng Tây Nguyên của mình, và nó rất rất là lâu ra quả và chín luôn. Thì đó vì cái sản lượng kinh tế không cao, cho nên nó ngày càng được thay thế bởi những cái giống sầu riêng mới sau này. Thì đó là trái sầu riêng nhỏ xíu của mình đây. Các bạn thể đoán được cái tên gọi nó là gì không? Trái tròn, màu nâu đỏ, không quá to, được mọi người gọi với cái tên rất là đặc biệt luôn, sầu riêng ốc khỉ nhé. Thì đây là một cái giống sầu riêng mà phải nói là còn là không có qua ghép hay này qua qua quá trình mà nghiên cứu phát triển nhiều, giống như là những cái giống sầu riêng mới sau này. Đây là giống sầu riêng như là gọi là bản địa của vùng Tây Nguyên vậy đấy. Thì nó nghe mọi người nói là ăn khá là ngon. Thì hôm nay mình sẽ khui thử một quả nha. Mình cũng đặt khá là lâu rồi mới được. Thì mình mua giống sầu riêng này với giá là 175k một ký nha. Hai quả. Hai quả đây. Thì mình sẽ khui thử một quả ăn xem sao nha. Khui quả nhỏ đi. Có một mình nè. Cho nên ăn cũng rất là vất vả nhưng mà vậy đó. À. Thường những quả này nó được chín gà giao tới mình nó cũng hơi lâu ấy, cho nên nhìn nó cũng không có được bắt mắt lắm. Thì đây là cần cơm của sầu riêng ốc khỉ, rất là nhiều muối nha, sầu riêng nhỏ nhưng mà cũng khá là ngon ấy. Mùi thơm thì nó theo mình nghĩ sao ta, nó cũng giống như những cái loại sầu riêng Việt Nam mình thông thường thôi. Nó khác với cái mùi thơm của cái Musang King hay là Pecthon của Malaysia hay là Thái Lan. Thì cái mùi thơm nó thanh thanh mà nó mình cũng khó diễn tả quá, như là nó không nồng quá, nó rất là lạ luôn. Để mình cũng để khi nào ấy mình sẽ dùng cái từ để diễn tả tốt hơn, nhưng mà bây giờ mình không nghĩ ra. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử xem sao nha. Đây là sầu riêng ốc khỉ, mời mọi người nhé. Cũng khá là to và độ ngọt cũng không cao đâu. Không biết là do cái trái này nó nhỏ hay sao, nhưng mà theo mình đánh giá thì theo mình đánh giá thì độ ngọt nó không cao lắm, nhưng mà sẽ bù lại thì nó có vị béo. Cái phần cơm thịt của quả sầu riêng này á, thì nó không có nhiều sợi mà nó dai giống như là những loại sầu riêng mình thường ăn. Thì nó thay vào đó thì nó có cái vị béo và tan ngay trong miệng, cảm giác nó tan rất là nhanh luôn. Phần thịt sầu này mình bỏ vào miệng nó sẽ tan ngay, nó không có để lại dư vị nhiều lắm. Thì nó vị nồng 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 ở trong miệng thôi, chứ không phải là nó quá ngọt hay là nó có mùi vị mà mình lôi cuốn người ăn nhiều. Cái mùi vị này mình đánh giá là nó chỉ tạm ở mức tầm trung thôi. Theo mình đánh giá thì sầu riêng này nó có mùi vị, nó chỉ dành ở mức là cạnh tranh với những cái loại sầu riêng của Việt Nam mình hồi năm 2000 lẻ mấy lúc mình còn nhỏ ấy. Thì ăn mùi vị sầu riêng nó khá giống như vậy. Còn thế giới thời điểm hiện tại thì với sự du nhập của nhiều giống sầu riêng mới và những cái giống sầu riêng mà được cải tiến sau này, thì mình đánh giá rằng cái này nó sẽ không thể nào cạnh tranh lại được. Cho nên là cũng hiểu tại sao mà cái người trồng sau này họ ngày càng ưa chuộng giống mới năng suất hơn và mau trái hơn so với những giống sầu riêng này. Thì đó là nhận xét của mình về cái giống sầu riêng ốc khỉ này nhé. Mình đánh giá thì mình ăn cái mức tạm tạm thôi. Thì nếu mà mọi người đã ăn nhiều giống sầu riêng quá và muốn trải nghiệm hương vị mới, thì có thể tìm nhiều giống sầu riêng ốc khỉ này để ăn thử nhé. Thì dù gì nó cũng là một cái giống sầu riêng mà đặc sản của vùng Tây Nguyên ngày xưa. Ok, thì đó là lời nhận xét của mình giống sầu riêng ốc khỉ này. Ai có nhận xét rằng nó khác với mình thì cho mình xin ở dưới comment nhé. Còn mọi người muốn mình review về cái giống sầu riêng mới hay là giống trái cây gì khác thì cũng nêu ở dưới để cho mình biết, mình theo dõi nhé.
Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu được, mọi người hãy đăng ký giúp mình một subscribe nhé. Xin chào.